theo dõi bản tin dự báo thời tiết của nhóm những người bạn cùng tiếng. Thưa quý vị, do sự xuất hiện của không khí lạnh cuối mùa nên trong ngày hôm nay, Bắc Bộ vẫn có nhiều mây, trời âm u, nhiệt độ cũng giảm xuống, chỉ còn khoảng 24 cho đến 26 độ. Thủ đô Hà Nội có mưa nắng gián đoạn, nhiệt độ cao nhất của ngày hôm nay là khoảng 25 độ C. Với miền Trung, khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa nhỏ, nhiệt độ từ 27 đến 29 độ. Các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, trời có nắng sớm, vì thế nhiệt độ cao hơn từ 28 độ đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ còn nắng vào ban ngày, nhiệt độ từ 32 đến 34 độ. Tuy nhiên, về chiều tối, Nam Bộ sẽ có mưa rào và dông, kèm theo nguy cơ về gió giật nên người dân cần lưu ý đề phòng. Trên đây là dự báo thời tiết trong ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.